Rồi xin chào anh em, chào các bác nha. Thì chiều hôm nay tiếp tục làm về một thêm một đôi lo, đó là Boss 401. Thì cái đôi màu vàng hôm trước em thùng shop em đã bán về Đồng Nai nhá. Và hôm nay tiếp tục là về một đôi 401. Con này thì tuy là nó không có thùng shop nhưng mà nó đẹp xuất sắc anh em nhá. Tự nhiên thiếu cái thùng thôi. Giá của em này thì tốt hơn rất là nhiều, không có thùng. Màu đen thì giá nó chỉ có 8 triệu rưỡi thôi anh em nha, 8 triệu rưỡi bao ship toàn quốc. Anh con này thì anh em phòng vừa vừa nhỏ nhỏ, anh em kết hợp vừa nghe vừa hát thì rất là ok, không còn phải thêm shop nha. Và em ghép cùng với nó là con vàng, em xin lỗi, đó là con Amli Jaguar BA203. Con này là sò Toshiba, giá là 7 triệu 200 ngàn. Đó. Và cùng với cái bộ hôm nay là em test một cái tay cây Micro Shore SM58 đầu thu của Mỹ. Thì ngày hôm qua em về là 5 cây ha. 5 cây thì hôm nay con này là sáng mai em test giao cho bác khách ở thành phố này. Thì chỉ còn lại có một con duy nhất thôi. Chỉ là có một cây thôi. Còn lại cây cuối cùng, cây số 5 luôn ha. Còn lại có một cây thôi nha. Rồi, chủ yếu là tay mic đây, tay mic ra. Nó là mở nguồn phía dưới nha anh em nha, mở nguồn phía dưới này ha. On. Đấy. Nhận ngay ha. Alo, 1, 2, đấy. Rồi, em hạ xuống thử tiếng mic cho anh em nghe. Alo, 1, 2, 4, 5, 6. Anh em thấy rất ok, rất là nhẹ. Thì khoảng cách em ngồi cách loa chỉ có 1 mét, chưa tới 1 mét, tay em nè. Nè, đó. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy, thì đối với những cái tay mic này thì cái đời của cái đời này là hộp. Anh em nên nhớ là cái hộp này nó bằng không phải là bằng nhựa nhá, mà nó bằng khối nhôm đúc á, chứ không phải là bằng nhựa như cái tay kia. Nhưng mà đầu là đầu SM58 ha. Cho nên chất lượng nó cao lắm anh em. Này Mỹ sản xuất nha. USA. Tiếng thì anh em đã biết rồi. Rất là phê. Em này thì dày dặn lắm. Alo, 1 2 2. Đó, anh em nghe chắc rất là nhẹ nhàng luôn đấy. Rồi thì em còn lại một cây nhá, giá là 9 triệu 500 ngàn, cộng với một cái tai mic nữa. Và em này thì nó sử dụng pin 2A cho nên nó cũng đỡ hơn cho anh em, tiện việc cho anh em dễ kiếm pin thôi, là so với pin vuông đấy. Nói chung là những anh em nào thích nhỏ gọn ha. Riêng con này thì một tay nó là một đầu, còn anh em nào mà thích gọn lại hai cái ghép lại một đầu thì chúng ta nên chọn ví dụ trên đó ha. Đó là ta hai đầu ta ghép lại với nhau thì cái size nó cũng bằng. Để em thử cho anh em nhé. Đó. Anh em ghép lại, đây là người ta thiết kế có rảnh này để vô bắt ốc là thành một cặp liền. Nó không có gì đâu, không có gì khó anh em nha. Đó. Và đây em có một cặp Ulip B4 nè. Ulip B4 ha, giá là 8 triệu một cây anh em nha. Và USB4 thì nó rẻ hơn xíu nữa anh em nha, có 7 triệu rưỡi thôi. Đó. Rồi, đó. Đây là tay mic của bác khách nha. Và sáng hôm nay em cũng giao qua một tay ở Sài Gòn luôn rồi, hai tay nữa bác khách ở kia lấy rồi. Và hôm nay một cây nữa, tiếp tục ngày mai là em giao Sài Gòn tiếp. Đấy. Tiếng em này rất là khỏe ha. Còn bây giờ cũng hơi tối rồi cho nên em không test, em chỉ test cho anh em nghe thử cái tiếng mic đó nè. Chắc nó rất là nhẹ nhàng luôn. Sâu. Alo, 1 2 4 5 6. Đấy, rất là phê. Rồi. Đây là tay mic của bác khách nha. Đó, mình tắt là tự động tần số nó sẽ ngắt đi ha. Rồi đây là con Jaguar BA203 và là mã anh em nha. Giá 7 triệu 200 ngàn. Và đây là cặp loa Boss 401 401. Anh em thấy loa còn rất đẹp nha. Loa còn rất đẹp. Mặc dù mới khui chua vệ sinh thôi, vẫn còn cái dấu dơ anh em nha. Lo là nguyên bản hết cho anh em chơi nha. Gân này là gân vải cho nên em khỏi phải sờ mục ha.
thùng là nguyên vẹn hết, không anh em không phải sợ là cứng mẻ bể nở gì cả anh em nha. Góc cạnh là liền lạc hết anh em nha. Rồi. Đó, anh em thấy ha. Tung đôi tung cặp cho anh em chơi, đây là một cái bát 16 nữa nè. Đó. Rồi, thì để em nhắn lại anh em nha. Cái bên đây cũng vậy luôn nè. Rất là đẹp ha. Chỉ có 8 triệu rưỡi bao ship toàn quốc anh em nha. À. Nếu anh em hợp nào, anh em nào hợp với cái tông đen thì nó quá là rẻ, tông vàng thì nó mắc hơn cả 1,5 triệu nữa, có thùng xốp thì mắc nữa nè. À. Rồi em lên nhạc thử cho anh em nha. Lưu ý là em chỉ đấu âm ly và loa, không có qua một cái con trầm nào anh em nha. Rồi, bộ này nó chỉ tầm hơn 15 triệu một chút xíu anh em ha, âm ly và loa ha. Chúng ta nếu mà chúng ta có kinh phí chúng ta mua mic thì chơi, còn không mình cứ mua cây micro khoảng 500-700 ngàn, có dây chúng ta chơi là ok rồi gia đình ha. À, rất là ok, rất là tuyệt vời cho anh em chơi luôn ha. À, đây là Jaguar 203 xịn anh em nhé, hàng bãi ha. Rồi, tới đây thì em xin kết thúc nha. Anh em nào yêu sản phẩm nào hãy phone cho em qua số điện thoại 0343612345. Ha, lo là rất đẹp nguyên zin cho anh em chơi nha. Giá là 8,5 triệu. Và con Amli Jaguar BA 203 có giá là 7,2 triệu, giá là bao ship toàn quốc cho anh em chơi nha. Xin cảm ơn em rất nhiều.